Hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận buổi làm việc về phương hướng trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý Đảng bộ Lạng Sơn cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về tình hình và bối cảnh chung, những thuận lợi và khó khăn riêng của một tỉnh miền núi, biên giới, từ đó đề ra mục tiêu, yêu cầu, xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá. Tổng Bí thư nhấn mạnh cần kết hợp chặt chẽ hài hòa hơn nữa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội. Tỉnh cần tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, với đồng bào dân tộc, vấn đề an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Tập trung ưu tiên phát triển nguồn nhân lực theo những định hướng lớn mà Đại hội Đảng bộ tỉnh thứ 17 của chúng ta đã đề ra. Đặc biệt chú ý quan tâm tập trung làm tốt công tác cán bộ, có quy hoạch đào tạo bồi dưỡng một cách bài bản cho cả trước mắt và lâu dài, chủ động đề xuất cơ chế chính sách, tăng cường phối hợp với các tỉnh bạn để các bộ ngành trung ương cùng huy động cao nhất cái sự sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Coi trọng việc liên kết vùng để tạo động lực cho phát triển xây dựng Lạng Sơn, phát triển nhanh, bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ và sớm trở thành một tỉnh có dịch vụ nông nghiệp, công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại. Với trọng trách là phên dậu quốc gia về quốc phòng an ninh, đồng thời cũng là phên dậu về kinh tế, bảo vệ vững chắc thị trường nội địa, cũng chính là bảo vệ chủ quyền an ninh kinh tế của đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tỉnh cần chăm lo đầy đủ và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, trước hết là đoàn kết nội bộ trong các cấp ủy, chính quyền và đặc biệt đoàn kết trong tỉnh ủy, ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, từ đó lan tỏa, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và kết luận số 21 Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Thực hiện nghiêm quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm, gắn với việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.